Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi rừng lấy thuốc thì mình lấy được về một lô thuốc, đó là một cây thuốc khá là quý các bạn ạ. Do vậy thì mình làm video để giới thiệu cho các bạn về một loại cây thuốc quý này. Thì trên màn ảnh các bạn đang theo dõi đây thì cây thuốc có tên gọi là châu cổ. Thì châu cổ hoặc là cây vẩy ốc các bạn nhé. Thì trên màn ảnh các bạn đang theo dõi đây thì là nó vừa có bộ phận lá, thân lá, quả các bạn ạ. Thì mình đi chặt về đây. Đây, buổi chiều nay vừa đi chặt về. Thế thì nên là mình cũng hôm nay thì cũng do thời tiết nó mưa. Đó thì vậy thì mình không quay được ở tại rừng cái lúc mình chặt. Thì mình mang về thì hôm nay nó buổi chiều tối thì nó khô ráo, do vậy thì mình quay cho các bạn cách nhận biết và công dụng của cây châu cổ hay còn gọi là cây vẩy ốc như thế nào các bạn nhá. Thì cây này thì thường hay là mọc là ở trên trên cái bìa đá, bìa rừng ở những cái nơi mà ẩm ướt. Ở trên những cái vùng mà có nhiều núi đá, nhưng mà là nó lại ở ở ở rìa đá thôi các bạn nhá. Thì đây là có quả này các bạn này, mùa này đang có quả này, đang khá là nhiều quả này. Đấy. Đây các bạn ạ. Thì bộ phận lá của nó thì cũng hình nó tựa như cái vảy của con ốc. Đây là nó mọc già lắm nhé thì nó mới có như thế này các bạn nhé. Còn không thì nó bé thì nó sẽ bám ở các bờ tường này hoặc là các bờ tường bờ rào này đấy, hoặc là ở bìa ở trên mặt đá các bạn ạ. Đấy. Thì thường là nó lâu năm lắm thì nó mới được to như thế này. Đấy thì đây quả châu cổ này thì nó nhìn tựa như quả của nó gần như quả sung các bạn nhé. Đấy, lá nó có hình màu xanh này, bên trên mặt trên này nhẵn này, dưới thì cũng là xanh nhưng mà hơi bạc một chút này, nó cứng các bạn ạ, lá nó cứng này. Đấy, thì cách nhận biết là nó rất là dễ luôn. Đây là quả của nó này. Đây, cho các bạn xem đây. Đây. Đây, rất là nhiều quả này các bạn này, mình lấy được lô này rất là nhiều quả luôn. Đây, các chùm đều có nhiều quả này. Quả mình sẽ dùng riêng mang về để chế thuốc ngâm rượu. Còn cành lá của nó thì mình sẽ mang về làm thuốc chữa bệnh về đau nhức xương khớp các bạn nhé. Đấy thì hình thù của nó như thế này. Đấy, hình thù về mặt cách nhận biết thì nó như thế này và nó bám thì nó thường là bám ở trên mặt đá và bắt đầu là nó rũ cái cành xuống các bạn ạ. Và đến mùa nó có quả đấy, mùa này nó đang có quả đây thì nhìn cách nhận biết là rất là dễ luôn. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu về công dụng của cây vẩy ốc hoặc hay là cây châu cổ. Thì châu cổ quả của nó là có tác dụng là bổ thận, tráng dương, là chữa những bệnh về yếu sinh lý này, di tinh liệt dương này, xuất tinh sớm các thứ này. Thì phối hợp gia giảm với một số vị thuốc khác hoặc là ngâm độc vị, ngâm rượu để uống. Đấy, hoặc là cũng có thể là sắc nước uống. Đấy. Thì còn bộ phận thân và lá của nó băm, phơi khô, xong rồi là dùng làm thuốc chữa đau nhức xương khớp, thoái hóa. Các bạn nhé, đau dây thần kinh tọa các thứ thì đều là tốt. Đấy, chủ trị của cây châu cổ là nó như vậy thôi. Thì khi mà dùng châu cổ này thì mình có thể là ngâm 1 cân với lại độ 3 đến 5 lít rượu nếu mà ngâm độc vị. Còn thì nếu như mà dùng cái phối hợp gia giảm với các vị thuốc khác thì nó tùy theo liều lượng gia giảm tùy theo từng bài thuốc các bạn ạ. Đấy thì mình chỉ nêu cái công dụng của nó như vậy thôi.
Còn khi mà mình dùng để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì mình băm phơi khô. Đấy, xong rồi là sao, nếu mà có điều kiện thì sao qua một cái thì nó rất là tốt các bạn ạ. Đây hôm nay lấy được được một chùm là cũng khá là nhiều. Cái này thì khi mà nó còn nhỏ thì nó mọc dẹp ở sát cái mặt đá, nhưng mà khi nó lớn thì nó to như thế này các bạn ạ. Cái này là nó là quá là lâu năm thì nó mới có được như thế này, chứ còn không thì nó không phát triển mạnh đâu các bạn ạ. Những cái loại cây này nó không phát triển mạnh. Đấy. Đây mặt dưới ở bên dưới này là còn khá nhiều quả này. Cái này thì mai thời tiết nắng ráo thì mình sẽ rửa rạ xong rồi mình băm hái các bạn ạ. Đấy. Thì cây châu cổ này nó cũng mọc ở nhiều nhiều vùng, nhiều chỗ các bạn nhé. Nó không riêng gì ở cái núi đá, có thể ở trên cây nó cũng mọc được, hoặc là ở trên các bờ tường rào các thứ lâu năm này nó cũng mọc được. Nhưng mà đây là mình đi rừng thì mình thấy nó ở trên mọc ở trên trên đá thì mình lấy các bạn ạ. Đấy, cái này phải rửa sạch này, rửa sạch sẽ đi xong bắt đầu mới băm thái. Đây, cái thân cây của nó cũng cứng này, khá là cứng. Đấy. Thì hôm nay mình lại lấy được được hai bộ phận của nó rất là tốt. Đấy. Vừa lấy về để chữa bệnh yếu sinh lý, và vừa lấy cành, thân cành lá của nó về để chữa bệnh đau nhức xương khớp này, thoát vị đĩa đệm này, gai đốt sống các thứ. Nói tóm lại là nó là bệnh về đau nhức xương khớp. Đấy, thì dùng nó tốt. Tùy theo từng bài thuốc mà mình gia giảm cho nó phù hợp, dùng khoảng độ 15-20 gram các bạn nhé. Và nhất là quan trọng nhất là băm phơi xong là sẽ được sao đi là đẹp, tốt nhất. Đấy. Thì video của mình xin phép được nói ngắn gọn như vậy thôi nhé. Thì mình giới thiệu về cách nhận biết cây châu cổ và nó chủ trị vào bệnh gì. Đấy. Thì nó như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu có nhu cầu về lấy thân cành cây châu cổ thì mình cũng sẽ chia sẻ cho. Với số lượng là có hạn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.